Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Thanh Hằng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Vlog TNT trên kênh YouTube Hà Nội TNT. Và vị khách mời đặc biệt của chúng ta hôm nay là thủ môn Phí Minh Long. Cú đá từ xa không vào. Minh Long lại ghi điểm. Lời đầu tiên rất cảm ơn Minh Long đã nhận lời mời tham gia cuộc trò chuyện. Câu hỏi đầu tiên dành cho Minh Long. Trên sân thấy Minh Long hò hét rất là nhiều. Bạn hò hét gì vậy? Một phần là em hò hét để tạo cho mình cảm giác tự tin. Cái thứ hai là mình là người đứng thấp nhất trong hàng phòng ngự. Là em phải chỉ đạo các bạn trong hàng phòng ngự có thể di chuyển để bọc lót tốt cho nhau. Có khi nào bạn cảm thấy khàn giọng và có bí quyết nào đó để không khàn giọng không? Không ạ, em chỉ hôm là đi cổ vũ thì mới khàn giọng thôi. Còn em trong sân không bị khàn giọng. Tập trung vào trận đấu thì mình sẽ quên đi. Mình hò theo những cái gọi là cảm tính của mình thôi. Minh Long có thể chia sẻ một số câu chuyện giữa Long và Công Phượng khi đội tuyển U23 không? Với Phượng thì em rất nhiều cái. Phượng thì một... Em không biết là đối với ai mà Phượng đối với em thì khá là nhây. Bạn vừa sử dụng gì cơ? Nhây kiểu như là lì. À, rất là lì. Trêu em rất nhiều. Trêu mà trêu kiểu lì, cái trêu ngang. Em ngủ mà cứ nằm bên cạnh không cho em ngủ. Cứ hỏi mà em trả lời không, lại hỏi tiếp tại sao ấy. Hỏi không cho em ngủ luôn, sao phải xin mãi mới cho em ngủ. Bốn từ mà đồng đội hay nói về Phí Minh Long nhất là gì? Đây chỉ gọi em chỉ là Long Phi thôi. Tại sao lại Long Phi? Tại vì cái nick Facebook em ở Long Phi nên là mọi người đã thành quen gọi là Long Phi. Nên những người mới đến cũng gọi là Long Phi. Trong những ngày đi công tác xa nhà, Minh Long thường nhớ về ai nhất? Bây giờ thì không còn cảm giác đấy nữa, nhưng mà ngày về hồi bé khi em có cảm giác đó thì em nhớ nhất là mẹ. Mẹ em thì hy sinh tất cả cho em. Những chuyện buồn gì của gia đình hay là của mẹ, của họ hàng ấy là đều giấu không cho em biết tí gì cả. Rất là chu đáo, hay gọi điện động viên thăm hỏi em, nhắc nhở. Bóng đá đã cho Long những gì? Nếu như không theo sự nghiệp bóng đá thì Long nghĩ mình sẽ làm gì? Mang lại cho em rất nhiều bạn bè. Ở môi trường bóng đá này em đã làm quen được rất nhiều người, rất nhiều bạn bè trên cả nước, các đội bóng. Nếu không theo bóng đá thì em sẽ đi học và sẽ tham gia vào những cái giải cờ tướng ở các cấp thành phố, quốc gia. Em biết chơi cờ tướng trước, từ gia đình em là họ hàng từ trên xuống các bác, các chú, các anh em hay là bố em cũng là chơi cờ tướng rất là giỏi. Em là học cờ tướng từ năm 4 tuổi, đến 5 tuổi em bắt đầu đi thi, em cũng đạt một số thành tích ở thành phố và quốc gia về cờ tướng. Nhưng mà đến năm lớp 5 thì em bắt đầu mới chuyển qua bóng đá. Dinh dưỡng một ngày của Long gồm những gì? Cơm, thịt, cá. Bò, ngày nào cũng phải ăn bò. Ngày nào cũng phải ăn thịt bò. Ngày nào em cũng ăn bò hết. Có những buổi tập mà mình cảm giác mệt mỏi và mình chỉ muốn uống nước. Nhưng mà để những cái hôm sau mình không còn mệt mỏi nữa thì mình phải cố gắng ăn, trong đầu mình phải ép mình là cố gắng phải ăn. Long thích dùng loại găng tay nào nhất? Em thì dùng loại nào em cũng dùng được, em dùng rất nhiều loại. Tập thì em dùng loại mà dày và bền để cho đỡ bị hỏng. Còn thi đấu thì em dùng loại mỏng để mình có cảm giác tay. Còn tùy theo hôm tập trời mưa thì mình phải tập cái đôi nào nó chắc, nó phải bó để nó chắc cái cổ tay và bàn tay. Tập trời mưa rất dễ chấn thương. Trong mỗi một trận bóng đá trước khi ra sân, Long có thường bị căng thẳng không? Và Long thường làm gì để giảm bớt sự căng thẳng ấy? Em thường là rất bị tâm lý về những trận đấu. Trước những trận đấu em thường rất bị tâm lý. Những lúc đấy em chỉ đeo tai nghe và nghe nhạc. Mình chuyển tập trung vào một bài nhạc để quên đi cái trận đấu đi. Thể loại nhạc mà Long hay nghe là gì? Em là fan Bùi Anh Tuấn. Anh cứ bài của Bùi Anh Tuấn là em nghe hết. Chỉ khi mà bắt đầu vào khởi động thì lúc đấy em mới hết được tâm lý. Lúc đấy em vào trạng thái là tự tin. Giữa đội tuyển U19 và U23 thì Long thích chơi cho đội tuyển nào? Em thích cả hai. Vì mỗi môi trường nó có một cái khác riêng. Ở U19 thì bọn em vẫn đặt cái bóng đá là một niềm vui. Bọn em chơi bóng, chơi vui vẻ,
thắng thua không quan trọng đối với bọn em. Bọn em cống hiến hết sức, làm hết tất cả những gì mà mình đã có. Còn U23 thì trọng trách nó nặng hơn, nặng nề hơn vì những tấm huy chương. Bọn em thi đấu phải có huy chương SEA Games hay là đặt mục đích như này, mục tiêu như này thì bọn em phải cố gắng hơn. Trong đầu em không còn kiểu chơi đùa nữa mà mình còn phải cố gắng hơn cả mức chơi đùa, chơi vui với trái bóng nữa. Long có thích chơi anh em không? Và người Long hay chơi nhất là ai? Chơi với anh Trường. Tại sao lại là anh Trường? Thì anh ấy em biết của em cảm giác thích chơi. Nếu có một câu lạc bộ ở nước ngoài mời Long về thi đấu thì Long có đồng ý không? Em sẽ từ chối. Điều quan trọng đối với em nhất là gia đình. Em đặt gia đình ở hàng đầu, còn bóng đá của em vẫn chỉ là thứ hai thôi. Em muốn là gần mẹ em hơn, gần gia đình hơn, chứ em không muốn đi xa ấy. Cảm giác của Long như thế nào trong kỳ SEA Games 28 vừa qua? Em có một chút tiếc nuối. Tiếc nuối ở trong SEA Games 28 vừa qua thì đối với em thì nó là quá nhạt. Chỉ có những trận đấu mang tính quan trọng thì em lại không có được những pha cản phá cần thiết. Nếu mà có thể quay lại thì có thể em sẽ làm tốt hơn. Trong những người bạn đồng đội của Long, Long thường thân thiết nhất với ai? Ai là người Long có thể chia sẻ mọi thứ và cho Long lời khuyên? Nếu mà cùng với lứa của em thì người đó là Đức Huy. Em cả Đức Huy như là anh em ruột, em sống với nhau từ bé. Từ lúc 11 tuổi bọn em đã biết nhau, và năm 12 tuổi là bọn em đã sống cùng với nhau. Đến đây là cũng được 8 năm rồi, bọn em điều gì của nhau thì cũng biết. Có rất nhiều câu hỏi của các fan hâm mộ, của những khán giả gửi về cho Phí Minh Long. Anh Long ơi, tại sao anh hay bị ăn đòn thế? Và một câu hỏi nữa, tật xấu của anh là gì ạ? Tật xấu của mình là nghịch ngợm. Và chính vì nghịch ngợm nên mình rất hay bị ăn đòn. Anh nghịch gì mà hay bị ăn đòn đến thế? Hồi bé thì cái gì em nghịch hết. Có cái đợt mà em chơi là cái trò, em không nhớ tên, như là nhảy ô. Em kẻ ô có cái chữ là cháy nhà ấy đó. Mỗi khi mà em mà bị đá cái viên gạch vào đấy là cháy nhà thì lúc ấy em là hét ầm lên là cháy nhà. Thế là một lúc sau thôi là cả cái ngõ nhà em đều chạy ra đấy cầm xô nước ra. Xong rồi hôm đấy rồi em bị ăn đòn luôn. Anh Long ơi, cân nặng hiện tại của anh là bao nhiêu? Anh ăn gì mà đẹp trai thế? Em bây giờ nặng 71kg. Em thì chủ yếu vẫn là ăn đòn đấy. Ăn đòn mà để được đẹp trai được như Long thì rất nhiều bạn sẽ nghịch dại, sẽ chơi trò cháy nhà đấy. Anh Long ơi, mức độ tình cảm của anh và Hip Hip như thế nào ạ? Anh và Hip Hip thì mắt ai hip hơn? Là anh Trường hip, anh ấy hip hơn em. Nếu mà tính ra là anh Xuân Trường là anh bằng tuổi em. Nhưng mà thì em mà nể anh ấy gọi là anh. Thì đợt em lúc em lên U19 thì đấy là những cái lần đầu tiên em là ra nước ngoài. Lúc ấy em không biết cái gì cả. Thế là em đi đâu cũng hỏi. Em mà hay hỏi về những cái câu tiếng Anh hay là như là em đợt đấy em mà bị quên chìa khóa, em không biết nói tiếng Anh như nào. Thế là em nhờ anh Trường anh lấy hộ. Xong rồi em quên lần thứ hai, xong rồi em nhờ anh ấy dạy em luôn câu đấy. Xong rồi mấy lần sau em cố tình quên để em thử hành. Điều gì anh không thích ở sân trường và điều gì anh thích ở sân trường? Em thích nhất anh Xuân Trường là tính cách là như một người anh cả, hay bảo ban giúp đỡ các em. Còn ghét nhất cái tính cách của anh ấy là những cái lúc mà anh ấy không nói lại em thì sử dụng bạo lực. Thì em là hay trêu anh ấy, và trêu thì em trêu cũng ngang, nhưng mà anh ấy không nói được là anh ấy chuyển qua, anh ấy dùng tay chân luôn. Khi kết thúc trận đấu, bất ngờ có một bạn gái chạy đến ôm hôn Long thì Long sẽ phản ứng như thế nào? Đã ôm hôn được chưa hay là chưa ôm hôn được? Ôm hôn được rồi đó. Ôm hôn được rồi luôn ạ. Em phải xem lại với bản thân. Ngày hôm nay trò chuyện với bạn, nhận thấy Phí Minh Long là một người khá là vui tính, dí dỏm, có nụ cười rất duyên. Đồng thời cũng nhận thấy bạn là một người sống rất tình cảm. Cảm ơn Phí Minh Long về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Chúc bạn sẽ có được nhiều cú cản phá hay hơn nữa, là một người nhện trong khung thành của đội tuyển Việt Nam. Cảm ơn bạn. Anh cảm ơn chị ạ. Trong số tiếp theo của Vlog TNT, cầu thủ trẻ Duy Mạnh sẽ chia sẻ với chúng ta những câu chuyện vô cùng thú vị.
Quý vị và các bạn nhớ chú ý đón xem và bấm subscribe để theo dõi đầy đủ các chương trình hấp dẫn trên kênh YouTube chính thức của Hà Nội TNT.